Hello, xin chào các bác, chào các bác đến kênh review đồng hồ chính hãng của Sashimi Authentic Hôm nay anh Ngọc Tự Bác một chiếc đồng hồ đến từ sản phẩm T-shirt Một sản phẩm cực kỳ nổi tiếng của thương hiệu T-shirt tại trường đồng Việt Nam cũng như là trên thế giới à, Chiếc ngày này Tự Bác thì sẽ có mặt số và thân vỏ được mạ PD màu vàng gold, size mặt là 35mm Thì size mặt 35 là size mặt unisex Thì chị em nếu thích phong cách thiết kế của Peric thì có thể đeo chiếc đồng này Hoặc là với anh em với chung việc tay vừa và nhỏ chúng ta hoàn toàn thể đeo được Với chu việc của tay của anh em từ 16cm trở À, tông màu vàng gold này là tông màu đắt nhất của sản phẩm t-shirt Beric này các bác nhé Nếu như các màu xanh trắng đen thông thường thì các bác chỉ cần bỏ ra số tiền khoảng 14 triệu 500 000 đồng Thì anh em có thể sử dụng được Đấy, Tuy nhiên thì với Beric màu full gold này thì anh em sẽ phải bỏ ra đắt hơn khoảng 1 triệu Như chiếc này thì bên em đang bán mức giá là 15 triệu 800 000 đồng Anh em lưu ý một chút nhé Trước khi đến cơm trước nội trong video ngày hôm nay xin mong anh em dành một chút thời gian khoảng 1-2 giây thôi muốn đón đăng ký kênh ở phía dưới video và ấn quả chuông bên cạnh để khi bên em ra video đồng hồ mới, youtube sẽ được thông báo cho anh em. Từ đó anh em không bỏ lỡ bất kỳ chỗ nào về cung cấp nhé không mất nhiều thời gian anh em nữa chúng ta kỹ hơn với chiếc t-shirt Peric trong video đồng hồ ngày hôm nay chiếc t-shirt Peric hôm nay em giới thiệu với bác là một chiếc hàng new full box đầy đủ hộp sổ thẻ các phụ kiện đi kèm cho anh em tông màu vàng gold thì nó nhìn tương đối sang và đẹp Đấy, tuy nhiên thì nó cũng mang đến cảm giác nó hơi dừ một chút chính vì vậy thì cái dòng sản phẩm t shirt peric này thì à, màu vàng gold này thì nếu anh em tuổi trẻ trẻ tuổi ấy, thì anh em thích phải thực sự thích màu vàng gold này anh em mới thể đeo được, theo được anh em nhé còn nếu mà muốn đeo phù hợp với lứa tuổi thì cái tông màu này thì người trung và lớn tuổi chúng ta đeo sẽ đẹp hơn so với thanh niên anh em lưới một chút khoảng tầm 40 tuổi trở lên anh em đeo chiếc màu vàng màu vàng này trên tay nó cảm giác rất là sang đẹp và đẳng cấp thân vỏ dây peric thì sẽ được làm hoàn toàn chế độ thép không gỉ 36 l khóa bấm hai b một sau của máy chúng ta quan sát chuyển động máy trong về cơ bản thì chắc các bác cũng không lạ lắm gì với dòng sản phẩm này thì nó là một sản phẩm nó quá nổi tiếng của thượng đế xuất bên em cũng lên khá nhiều video về sản phẩm này và bán em này cũng tương đối thích đấy các bác nhé hàng về cũng được uh, thi thoảng cũng về được vài con mà bán đi cũng rất là nhanh à, uh, chiếc này khi mà cầm trên tay thì với size mặt 35 mm thì nó mang đến cảm giác nhỏ gọn đã trên là vừa, vừa size mặt unisex vừa với chị em và anh em với chuẩn việc của tay vừa nhỏ này tiếp theo thì trọng lượng vừa phải đeo lên tay tương đối nhẹ nhàng thì anh em vít lách có máy hoặc lượng của tay thoải mái không vấn đề giải ảnh hưởng nhiều về mã sản phẩm thì chiếc này chúng ta mã sản phẩm là T137.207.33.021.00 ở đây chúng ta có các thông tin như là máy automatic này dây tóc Nivatron này à, mức sông nước 13 tương đương 100m thân vỏ làm các công nghệ mạ PVD màu vàng gold và kính sapphire được phủ chống lóa những cái thông tin này rất là quen thuộc ở đây à, như anh em có thể nhìn thấy thì đây là một con đồng hồ phải nói về cái màu sắc tương đối đẹp và đeo lên tay thì rất là nổi bật đấy tuy nhiên mà vàng màu gold màu này nó nói rồi nó sẽ hơi dừ một chút đấy. tiếp theo nữa thì thiết kế phần thân vỏ thì nó sẽ đi theo hướng elegant sport những chiếc đồng hồ thể thao đa dụng và nổi tiếng nhất thì theo cái phong cách thiết kế này thì chúng ta sẽ kể đến chiếc adama pj Royal right nhưng mà để mà sở hữu adama pj thì nó phải tỷ tỷ rồi các bác nhé đấy còn t-shirt thì chúng ta chỉ cần bỏ ra nếu mà chiếc này tại store chắc lanh quanh khoảng tầm 30 triệu thôi còn với anh em mua hàng sách tay thì với mức giá bỏ ra chúng chỉ cần khoảng 15,8 là mức giá rất là dễ chịu dành cho Peric nếu mà anh em thích chúng ta vẫn sẽ tiết kiệm được một mưa một số tiền nhưng mà vẫn có một chiếc hàng mới chị ngã 100 trăm đeo đó là ưu điểm của anh em mua sách tay là như vậy về thiết kế mặt số thì chiếc này chúng ta thì vẫn có vân mặt tam vô cùng quen thuộc của dòng t shirt anh em thấy nó sẽ làm những cái chấm hình vuông nổi lên có tia ánh sáng xen bớt mặt số màu vàng gold tiếp theo nữa thì kim cọc được thiết kế tương đối đơn giản với cọc vạch và bộ kim thon dài kim nhiệt thanh mảnh, đó những thông tin hiển thị rất là quen thuộc À, góc à, 3 giờ chúng ta sẽ có một cái lịch ngày tương đối tiện dụng góc à, 12 giờ logo của tiết sức 1853 dưới góc 6 giờ là tên sản phẩm Perix và bộ máy cơ bao 80 với phiên bản máy pin thì chúng ta sẽ có mặt trơn và tôi sẽ không xuất hiện dòng chữ 80 này các bác phân biệt một chút nhé dưới góc 6 giờ thì chúng ta sẽ có dòng chữ suýt mách quen thuộc của chế độ tử sĩ kính sapphire lên khối trong sức phủ chống lóa đấy cho nên là khi mà anh em theo dõi giờ chiếc đồ này thì tương đối dễ cảm giác rất là trong trẻo và nhìn nghiêng góc cạnh thì không hề bị lo sáng nếu mà nổi cao, đây là thiết kế quen thuộc của dòng uh, sản phẩm Elegant Sport Watch. Ta sẽ đánh bóng cả về trên dưới hoàn thiện phay xước. Tại bên chúng ta cũng sẽ có phay xước và núm chỉnh chúng ta sẽ logo chữ T của thương hiệu Tissot thì rất là quen thuộc. Bộ dây của Tissot cũng là bộ dây rất đẹp. Của dòng Pelix này là bộ dây rất đẹp, dây chỉ một mắt đánh phay xước toàn bộ và anh em nhìn thấy hoàn thiện tương đối tốt. Đấy. Dây cũng khá là dày và bấm hai bên có logo chữ thương hiệu Tissot còn tạo nó bà ở đây. Đấy là ngoại hình cơ bản em này tương đối đẹp các bác nhé. À, size mặt 35 mm sẽ đo thử một chút về kích thước thức đang bị lát đây các bác nhé thước nó đang bị lát à, xem mặt của em này thì là 35 mm độ dài mặt số nó khoảng tầm 11 và chiều dài càng này nó giờ tầm khoảng 45 thì để mà đeo đẹp chiếc này thì chu vi cổ tay khoảng tầm từ 15 ít hơn 15 một chút là anh em thể đeo được rồi từ 15 đến dưới 16 cm từ 16 cm trở về thì anh em sẽ đeo tương đối ổn chiếc này ví dụ tay của em là 15.8 các bác thấy khi mà đeo lên tay thì khá là vừa vặn đẹp độ dài vừa phải thì không quá dài trên cổ tay Chiếc à, trước đầu thiết kế phong cách nó nhỏ gọn như này nó, nó, tạo nên cái cảm giác nó khá là cổ điển những thời điểm à, sơ cũ thì các thời các chú các bác đeo đồng hồ thường thì xe mặt đồng hồ nó chuyển lanh quanh của 35 36 như này đấy đeo mang lại cảm giác khá là cổ điển và đẹp đó. Peric thì thực ra nó cũng là một sản phẩm remake của T-shirt thôi các bạn nhé Cho nên là cái size mặt 35 này thì nó là một size mặt được nhiều anh em đánh giá kể cả bên phương Tây Nó được đánh giá là cái size mặt cô điển đẹp và tương đối lên lên tay tương đối ổn à, Đấy sau chúng ta thiết kế đáy hở máy cho anh em quan sát chuyển động máy 100 Thì ở uh, trên cái băng thì chúng ta sẽ logo T-shirt 1853 bộ máy cơ vào tích 80 hay tích escapement sẽ 07 7.111 có 23 chân kính tần số động 21.600 tích cót còn này là khoảng uh, 4 80 tiếng các nhá À, bộ máy này thì có một điểm khá đặc biệt là công nghệ dây tóc Nivatron dây tóc Nivatron thì nó là cái công nghệ dây tóc rất là mới của T-shirt với khả năng chống ăn mòn và chống từ tốt như là dây tóc silicon nhưng mà lại rẻ và dễ chế tác như là dây tóc bằng thép ở đây chúng ta sẽ có được là mức trong nước của em này là 13 tương đương 100m hoặc là 330 feet mã tổng sản phẩm này kính sapphire logo tissot và thân vỏ làm thách công nghệ, những cái thông tin thì thị rất là quan thuộc đáy máy sẽ được mạng toàn bộ PVD màu vàng gold rất là đẹp màu sắc tương đối sáng một máy chúng ta đầy đủ chức năng từ lên có tự động này, lên có bằng tay này. Dừng kim dây khi chỉnh giờ để anh em sẽ mở ra hai nấc, kim dây dừng lại cho anh em chỉnh giờ sát từng giây. Đồng hồ nó có lịch ngày, anh em vặn góc 12 giờ lịch ngày nhảy thì đây đang giờ buổi sáng bắt đầu ngày mới nhá. Đấy. Để anh em để hết cót thì anh em sẽ vặn góc 12 giờ để nắm được sáng tối nhưng mà thường cái bộ máy này tích cót nó dài cho nên là cũng khá ít khi mà chúng ta để hết cót được. đóng nút lại kim dây chạy bình thường. Và để chỉnh cái uh, lịch ngày anh em mở ra một cái núm là một nấc bạn ngược chỉ kim hồ lên. Ta chỉnh lịch ngày sau chỉnh giờ lịch ngày sau anh em sẽ đóng đúng lại kiểm tra cẩn thận tránh còn đúng nước vào mức trong nước em này là 100m đây là mức trong nước của thương tốt của đồng hồ cơ anh em thể mang người ta đi mưa rửa tay rửa xe rất thoải mái lưu ý là không mang chúng ta đi bơi sâu được tắm nó lại một tắm cho người anh em nhé với cái mức giá của em này là 15 triệu 800 người đồng nếu anh em thích chiếc này có thể liên hệ hàng với anh em thông qua số điện thoại để phân trên màn hình hoặc các thông tin liên hệ em để đầy dưới phần mô tả của video Thì anh em gọi điện thông tin anh à, sẽ vẫn kỹ hơn cho anh em về chiếc này nhé Cảm ơn anh em rất nhiều theo dõi này của anh em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những giờ đồng hồ tiếp theo.